Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục điểm báo online hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 21 tháng 1, phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã diễn ra buổi làm việc cuối cùng trong phiên họp với việc cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3 năm 2015. Thông tin trên một số báo ra ngày hôm nay. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin với lời tựa, chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho IPU 132 tại Hà Nội. Theo đó, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về nội dung, thông tin tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, an ninh cho IPU 132 đã cơ bản hoàn thành. Là nước chủ nhà, Việt Nam đã xác định các chủ đề dự kiến được đưa ra thảo luận tại đại hội cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn của khu vực và quốc tế mà nghị viện các nước cùng quan tâm. Tại đại hội này, Quốc hội nước ta cũng sẽ đăng cai tổ chức chương trình Nghị sĩ trẻ và đây sẽ là một dấu ấn của đại hội. Giải thưởng quả cầu vàng do chính phủ cho tặng đã được trao cho 10 tài năng trẻ và phần thưởng nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2014 được trao tặng cho 20 nữ sinh. Thông tin về sự kiện này đăng trên báo Nhân dân. Theo đó, giải thưởng quả cầu vàng năm 2014 được xét trao ở 4 lĩnh vực, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ y dược, công nghệ sinh học và công nghệ môi trường. Qua hai vòng đánh giá, hội đồng giải thưởng đã bình chọn 10 tài năng trẻ tiêu biểu nhất để trao giải. Phần thưởng nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật lần đầu được trao cho 20 nữ sinh xuất sắc trong các ngành học mà sinh viên nữ còn gặp hạn chế và cần được khuyến khích. Bình luận về sự kiện này, trên báo điện tử chính phủ có bài viết: "Đuổi kịp các nước bằng tri thức khoa học". Đó cũng là lời nhắn gửi của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với các tri thức trẻ được trao tặng dịp này. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cá nhân của từng bạn trẻ có thể sẽ thành đạt, giàu có, được tôn vinh, nhưng quang vinh chỉ chọn vẹn khi chúng ta là công dân của một quốc gia độc lập giàu mạnh. Đất nước không thể hùng mạnh, nhân dân tự do, mọi người hạnh phúc nếu từng người không nỗ lực. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Tuy nhiên, những hoạt động khai thác chưa hợp lý đã khiến nguồn tài nguyên sinh học ở nước ta không ngừng suy giảm. Đó là nhận định trong bài viết cần tăng cường công tác quản lý đa dạng sinh học tại Việt Nam đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Lý giải nguyên nhân dẫn tới hiện trạng đa dạng sinh học Việt Nam ngày càng suy giảm, các chuyên gia môi trường cho rằng do nhận thức của cộng đồng và nguồn lực tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay còn hạn chế. Hơn bao giờ hết, đa dạng sinh học của Việt Nam vẫn cần phải được quan tâm đúng mức nhằm đảm bảo khả năng tiếp tục khai thác, sử dụng một cách bền vững để phục vụ cho cuộc sống. Trên các báo ra ngày hôm nay tiếp tục đưa đến những thông tin y tế giáo dục đáng chú ý. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thông tin sau 2 năm thực hiện đề án giảm quá tải bệnh viện được phê duyệt, đã có 13 bệnh viện trung ương cam kết không để người bệnh nằm ghép. Theo đó, một trong các mục tiêu quan trọng của đề án là cơ bản khắc phục tình trạng nằm ghép vào năm 2015 đã nhận được sự quan tâm và vào cuộc của tất cả các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện tuyến cuối. Các giải pháp được áp dụng như xây dựng thêm khu điều trị, kê thêm giường bệnh, thiết lập đơn vị lọc bệnh ngoại trú, chuyển điều trị ngoại trú những trường hợp có thể chuyển tuyến giữa tuyến trên và tuyến dưới, thiết lập mạng lưới bệnh viện giảm tải. Ở lĩnh vực giáo dục, báo nhân dân có bài viết: Tư vấn học đường cần đổi mới bài bản để đáp ứng nhu cầu của học sinh sinh viên. Bài viết đã đưa con số khảo sát do Bộ Giáo dục và Đào tạo đó là 93,57% số học sinh sinh viên được hỏi cần chia sẻ học tập và đời sống và 82,31% học sinh được hỏi mong muốn nhà trường có phòng tư vấn tâm lý riêng cho các em để có thể đến và chia sẻ về các vấn đề tâm lý. Theo vụ công tác học sinh sinh viên, công tác tư vấn tâm lý cho học sinh sinh viên đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai dưới nhiều hình thức. Tuy nhiên, tần suất vẫn chưa được thực xuyên. Một thông tin kinh tế được nhiều báo điểm đến, đó là từ 16 giờ ngày hôm qua 21 tháng 1, giá xăng tiếp tục giảm từ 720 đến 1.450 đồng một lít. Thông tin về vấn đề này, trang Việt Net nêu. Quyết định này là yêu cầu của Bộ Công Thương với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước. Đây là lần thứ hai tính từ đầu năm 2014 và là lần giảm thứ 15 liên tiếp. Thông tin thêm về nội dung này, Báo Nhân dân đưa tin tăng thuế nhập khẩu xăng lên kịch trần 40%. Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố thông tư 06 điều chỉnh biểu thuế nhập khẩu xăng dầu với quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng dầu từ 35% lên mức 40%, dầu diesel từ 30% lên 35%. Liên quan đến vấn đề xăng dầu, trên báo Tiền Phong hôm nay có bài viết nghịch lý giá xăng, giá cước phải cậy chính phủ mới xong. Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, việc giá xăng dầu trong nước đã giảm rất mạnh trong nhiều tháng qua, nhưng các doanh nghiệp vận tải không giảm cước cho thấy dấu hiệu bắt tay nhau không giảm giá. Vấn đề này cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục điểm báo online của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.